chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta sức mạnh của một người chữa lành không bắt nguồn từ bất kỳ khả năng đặc biệt nào mà là từ việc duy trì lòng dũng cảm và nhận thức để thể hiện sức mạnh chữa lành phổ quát mà mỗi con người tự nhiên sở hữu trong trái tim tất cả chúng ta đều có khả năng tự chữa lành và nuôi dưỡng người khác tinh thần nghị lực tư tưởng ý định thực hành khéo léo và niềm tin đều có sẵn cho tất cả mọi người tuy nhiên với tư cách là những biểu hiện riêng của sinh lực tất cả chúng ta đều có những con đường khác nhau và không phải ai trong chúng ta cũng cảm thấy được mời gọi để thực hành chữa lành đối với những người trong chúng ta cảm thấy được mời gọi để chữa lành bằng tâm linh chúng ta thường gặp phải sự phản kháng nào đó từ bạn bè thành viên gia đình hoặc văn hóa của chúng ta điều này là do việc chữa lành bằng tâm linh có thể bị coi là một cách sai lầm về mặt khoa học bởi một xã hội được xây dựng dựa trên tâm trí và bản ngã mặc dù có những kẻ lừa đảo trong mọi phương pháp thực hành nhưng các khía cạnh thực sự có lợi của việc chữa lành tâm linh phần lớn bị bỏ qua rất ít người trong chúng ta được nuôi dạy xung quanh những người có thể truyền lại kiến thức cổ xưa và các phương pháp chữa lành toàn diện thay vào đó khi còn nhỏ chúng ta đã được đưa đến bác sĩ đa khoa và bác sĩ kê cho chúng ta đủ loại thuốc và mặc dù những loại thuốc này hữu ích và giúp sửa chữa một số bộ phận của chúng ta chúng không bao giờ hỗ trợ chúng ta chữa lành toàn bộ cơ thể tuy nhiên mặc dù bạn đã được lớn lên như thế nào bạn vẫn có thể cảm thấy một lực hút mạnh mẽ đối với việc chữa lành tâm linh ngay cả khi nó đi ngược lại những gì bạn đã được dạy nếu bạn là một người chữa lành bằng tâm linh bạn sẽ cảm nhận được điều đó trong sâu thẳm trái tim mình bạn có thể cảm thấy mình giống như một linh hồn già nua một người đồng cảm cảm nhận mọi thứ quá sâu sắc bạn nhạy cảm điều này bao gồm việc nhạy cảm với môi trường của bạn như âm thanh năng lượng và những người xung quanh bạn bạn có thể dễ dàng bị choáng ngợp bạn thích thiên nhiên cũng như không gian yên tĩnh và tĩnh lặng bạn thích ở một mình bản chất bạn là một người hướng nội ở trong đám đông lớn đang làm bạn kiệt sức và choáng ngợp khi ở một mình bạn cảm thấy như mình có thể sạc lại đầy pin và lấy lại năng lượng bạn trực quan bạn có ý thức tốt về việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào và mọi người thường quay sang bạn khi họ gặp vấn đề bạn có thể dễ dàng đoán trước nhu cầu và mong muốn của mọi người bạn thường có ước mơ và tầm nhìn bạn có một trái tim rộng lớn bạn đồng cảm và từ bi bạn có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác mọi người thường cảm thấy tốt hơn hoặc được an ủi khi có sự hiện diện của bạn và cảm thấy an toàn khi chia sẻ những bí mật cuộc sống của họ với bạn bạn nhận thức được năng lượng bạn nhìn và cảm nhận thế giới qua một lăng kính khác bạn biết rằng thế giới không chỉ là những gì bạn nhìn thấy và bạn có thể nhìn xa hơn mức độ bề mặt của các tình huống khả năng của bạn cũng có thể khiến bạn nhạy cảm với năng lượng tiêu cực và tích cực bạn thích giúp đỡ người khác bạn thực sự thích được phục vụ người khác nó mang lại cho bạn ý nghĩa sâu sắc và niềm vui để giúp đỡ người khác từ chữa lành kích thích bạn bạn không biết tại sao nhưng bạn được thu hút bởi sự chữa lành và muốn tìm hiểu thêm bạn biết rằng bạn đang có một sự kêu gọi và có cảm giác rằng việc chữa lành có thể giúp bạn khám phá sâu hơn những món quà và tài năng của mình những người chữa lành bằng tâm linh là những người cho phép năng lượng của tinh thần trải qua họ theo cách hướng dẫn trẻ hóa và trao quyền cho người khác người chữa lành tâm linh cũng là người chữa lành vết thương nói cách khác bằng cách tự chữa lành họ chữa lành cho người khác bạn có phải một người chữa lành tâm linh hay không sau đây là những dấu hiệu bạn rất nhạy cảm với năng lượng bạn cảm nhận được cảm xúc và bệnh tật của người khác cũng như của chính bạn bạn có thể đọc vị người khác rất dễ dàng bạn đã trải qua những cơn trầm cảm bạn đã cảm thấy mình như một người bị ruồng bỏ trong phần lớn cuộc đời mình bạn nghĩ khác với những người khác bạn dễ bị choáng ngợp trước đám đông bạn đã phải vượt lộn với lo lắng hoặc hoảng sợ trước đây bạn là người tạo hòa bình tự nhiên giữa mọi người. Bạn là người bạn tâm giao mà mọi người tìm đến trong những lúc cần thiết. Bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa, đau lưng dưới hoặc tăng cân xung quanh dạ dày. Đó là bệnh lý luôn xa, đám rối thần kinh mặt trời. Bạn cảm thấy kiệt sức sau khi dành quá nhiều thời gian cho mọi người. Những sinh vật nhạy cảm như động vật và trẻ em được thu hút về phía bạn những người khác có xu hướng đổ hành lý tình cảm của họ lên bạn để giải quyết bạn nghĩ về màu xám hơn là màu đen và trắng bạn rất ý thức về tính liên kết của cuộc sống và vô cùng tôn trọng nó bạn tin vào sự đồng bộ hơn là sự trùng hợp bạn đã trải qua chấn thương lớn trong cuộc đời ví dụ mất gia đình bệnh tật đe dọa tính mạng, trải nghiệm cần kề cái chết, làm dùng thể chất, tình dục, tình cảm, bệnh tâm thần. Bạn đã trải qua một sự thức tỉnh về tâm linh. Bạn đã trải qua đêm tối của tâm hồn. Bạn có xu hướng phát triển não phải hơn là não trái. Bạn bị đau mạng tính trong cơ thể hoặc mắc bệnh từ miễn dịch. Bạn quá mẫn cảm với điện từ bạn có xu hướng thu hút những người cần thay đổi nhưng thường bị mắc kẹt trong những vai trò hy sinh bản thân bạn là một người lắng nghe xuất sắc và giàu lòng nhân ái bạn được thu hút một cách tự nhiên đối với các nghề chữa lành giúp người khác trải nghiệm sự cân bằng và toàn vẹn bạn có thể cảm nhận phân biệt giữa thay đổi năng lượng bên trong và không bên trong chính mình bạn đã có nhiều trải nghiệm thần bí và một câu hỏi thường được đặt ra người chữa lành bằng tâm linh làm gì người chữa lành tâm linh có nhiều hình dạng hình thức và phương thức tuy nhiên nhìn chung trọng tâm của một người chữa lành bằng tâm linh là lĩnh vực phi vật chất linh hồn tinh thần và các tầng năng lượng của một người hầu hết những người chữa lành bằng tâm linh đều tập trung vào việc giúp một người kết nối lại với linh hồn của họ bằng cách loại bỏ năng lượng cũ xác định các tắc nghẽn bên trong và truyền năng lượng chữa lành họ có thể chọn làm việc với chấn thương của tổ tiên các vấn đề về tiền kiếp mất cân bằng luôn xa mất linh hồn hoặc bất cứ điều gì gây ra bất hạnh và bất hòa làm thế nào để trở thành một người chữa lành tâm linh Chữa lành tâm linh là một sự kêu gọi bẩm sinh đến từ linh hồn. Nhiều người tự học chuyên sâu. Tuy nhiên, có thể nói nếu được hướng dẫn bởi kinh nghiệm, có thể giúp trao dồi những tài năng bẩm sinh này. Để trở thành một người chữa lành bằng tinh thần, hãy tập trung vào những điều bạn được thu hút. Đó là con đường của bạn. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người chữa lành tâm linh phải không? chữa lành tâm linh là một món quà bẩm sinh nếu bạn là một người rất nhạy cảm và có tấm lòng nhân hậu rất có thể bạn là một người chữa lành bẩm sinh nhưng chữa lành tâm linh phù hợp với tất cả mọi người ngay cả những người không có năng khiếu bẩm sinh để trở thành một người chữa lành tâm linh bạn cần phải làm rất nhiều công việc bên trong làm việc qua vết thương của chính mình có mức độ chính trực cao và là một người có căn cứ một số người thấy việc chữa lành bằng tâm linh quá áp đảo và dữ dội vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi theo đuổi con đường này là một người chữa lành nơi tốt nhất có thể bạn có thể bắt đầu là với chính mình bắt đầu từ bên trong trước tiên là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn có đủ năng lượng đam mê và tình yêu để cống hiến cho người khác bạn nên khám phá cách yêu bản thân và làm việc bên trong để bắt đầu với sự chữa lành bạn thường sẽ trải nghiệm nhiều dòng chảy sự đồng bộ và nhiều phép lạ con đường chữa lành không phải là dễ dàng thông qua việc chữa lành bạn thường có thể trải qua những biến động về cảm xúc kỳ sức và thay đổi cuộc sống chữa lành là một hành trình tự khám phá không bao giờ kết thúc thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.